tài nguyên thiên nhiên cạn kiệt, môi trường ô nhiễm nặng nề, đất đai chưa khai thác tốt, tăng trưởng kinh tế theo chiều rộng thiếu bền vững, bẫy thu nhập trung bình kề bên, thể chế kinh tế thị trường, chất lượng nguồn nhân lực, kết cấu hạ tầng vẫn là điểm nghẽn cản trở sự phát triển. Những yếu tố gây mất ổn định chính trị xã hội vẫn đang tiềm ẩn, chủ quyền biển đảo tiếp tục bị đe dọa. Việt Nam đang đối mặt với thách thức toàn diện. Chẳng lẽ Việt Nam mãi chịu thua kém? Có đường nào đưa Việt Nam đến tương lai tươi sáng, sánh vai với các cường quốc Nam Châu trong kỷ nguyên thông tin? Nền văn minh thế giới đã bước sang một thời đại mới, thời đại của xã hội thông tin và kinh tế tri thức. Theo số liệu từ 25 nước châu Âu năm 2005, ngành công nghệ thông tin thúc đẩy đến 25% sự tăng trưởng kinh tế nói chung và khoảng 40% sự tăng trưởng về năng suất lao động. Ở Mỹ, công nghệ thông tin còn đóng góp lớn hơn, đến 60% sự tăng trưởng năng suất lao động. Từ một nước nông nghiệp lạc hậu, trong hai thập kỷ, Ấn Độ đã trở thành cường quốc công nghệ thông tin. Năm 1992, với chiến lược IT 2000, Singapore đã trở thành một quốc gia giàu có nhất trong khu vực và có năng lực cạnh tranh số 1 thế giới. Ngay từ năm 2001, chính sách quốc phòng của Trung Quốc xác định lấy tin học hóa làm chủ đạo để hiện đại hóa quân đội. Thảm họa thiên nhiên gây ra sự tàn phá khủng khiếp. Công nghệ thông tin đã giúp Nhật Bản ứng phó kịp thời và hiệu quả trong trận động đất sóng thần tháng 3 năm 2011. Chương trình nghị sự số của các nước Liên minh châu Âu ngày 19 tháng 4 tại Granada, Tây Ban Nha khẳng định công nghệ thông tin là nguồn chủ yếu cho các sáng tạo và các cơ hội kinh doanh mới, giúp đưa các nước thành viên vượt qua suy thoái. Tại Việt Nam, toàn đảng, toàn dân đang tích cực quán triệt và triển khai nghị quyết Đại hội Đảng Toàn quốc lần thứ 11 với mục tiêu chung là phát triển nước ta thành một nước công nghiệp hiện đại. Công nghệ thông tin là yếu tố đóng vai trò then chốt để thực hiện thành công 12 định hướng phát triển kinh tế xã hội và 3 đột phá chiến lược. Tiếp tục hoàn thiện thể chế nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa, tập trung vào 3 khâu đột phá: nguồn nhân lực, cơ sở hạ tầng và cải cách thể chế. Tiếp tục phát triển kinh tế theo chiều rộng, Việt Nam đi vào ngõ cụt với những hậu quả nặng nề: lạm phát, cạn kiệt tài nguyên, hủy hoại môi trường, rơi vào bẫy của các nước phát triển chậm, thu nhập trung bình, sự lệ thuộc kinh tế. Chuyển từ phát triển chiều rộng sang phát triển chiều sâu, phát triển kinh tế tri thức trên nền tảng công nghệ thông tin là cách duy nhất nâng cao hàm lượng tri thức trong tất cả các sản phẩm dịch vụ và các hoạt động xã hội, tạo thế phát triển mới và bền vững cho đất nước. Thủ tướng đối thoại trực tiếp với nhân dân trong và ngoài nước, Chính phủ họp trực tuyến, cho thấy công nghệ thông tin đang tham gia có hiệu quả vào những hoạt động của đất nước ở cấp cao nhất. Việt Nam mong muốn là thành viên tích cực của cộng đồng công nghệ thông tin thế giới. Chính phủ Việt Nam sẽ dành sự quan tâm đặc biệt cho các tập đoàn công nghệ thông tin đa quốc gia, xây dựng, triển khai và khuyến khích việc ứng dụng công nghệ thông tin trong mọi lĩnh vực đời sống, tạo ra một thị trường công nghệ thông tin năng động. Cổng thông tin điện tử một cửa hiện đang được nhiều địa phương trên cả nước triển khai. Hải quan điện tử đang được ứng dụng tại tất cả các chi cục, góp phần đơn giản hóa, công khai, minh bạch thủ tục hành chính. Đây chính là điều kiện thực thi dân chủ, chống tham nhũng, lãng phí. Ở lĩnh vực an ninh quốc phòng, trong thời đại chiến tranh điện tử, chiến tranh thông tin, chiến tranh công nghệ cao, thì công nghệ thông tin là yếu tố có tính quyết định. Biên giới lãnh thổ và biển đảo sẽ được bảo vệ hiệu quả nhờ hệ thống giám sát điện tử. Tin học hóa quốc phòng toàn dân là kế sách bảo vệ vững chắc chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ quốc gia. Công nghệ thông tin là vũ khí sắc bén trong đấu tranh chống xuyên tạc của các lực lượng thù địch, phòng chống tội phạm, tin tặc, tội phạm công nghệ cao. Công nghệ thông tin giúp có thông tin kịp thời, ứng phó chủ động, sẽ cứu nhiều sinh mạng và tài sản, giảm thiểu thiệt hại trong thiên tai bão lũ xảy ra thường xuyên tại Việt Nam. Trong sản xuất nông nghiệp, cần nghiên cứu tìm giải pháp để không ngừng gia tăng giá trị tạo ra trên 1 hectare đất canh tác. Chúng ta phải có chính sách để đảm bảo an ninh lương thực quốc gia. Nông nghiệp điện tử sẽ giúp nông dân thông tin về giống, thời vụ, kỹ thuật canh tác, giá cả thị trường, mang lại cho họ năng suất mới, giá trị mới và đời sống mới. Công nghệ thông tin ứng dụng trong lĩnh vực tài chính, ngân hàng đang tạo ra mô hình ngân hàng điện tử, tài chính điện tử phù hợp với xu thế chung toàn cầu, thúc đẩy giao dịch không dùng tiền mặt, đảm bảo an toàn, hạn chế lạm phát. Ma túy, tệ nạn xã hội, thất nghiệp, với những thanh niên này, dường như cuộc sống của họ không có ngày mai. Công nghệ thông tin là cơ hội giải quyết công ăn việc làm, cơ hội có thu nhập cao, cơ hội để thanh niên Việt Nam tham gia vào nền kinh tế tri thức. Công nghệ GPS và những siêu xa lộ thông tin là giải pháp giảm thiểu vấn nạn tắc đường. Khám chữa bệnh từ xa
nâng cao hiểu biết và nhận thức của người dân về bảo vệ sức khỏe nhờ Internet. Áp dụng công nghệ cao, đặc biệt là công nghệ thông tin trong khám và điều trị là giải pháp cho tình trạng quá tải tại các bệnh viện. Trong thời đại thông tin ngày nay, khối lượng tri thức của nhân loại tăng trưởng gấp đôi trong vòng 2 năm và tri thức sẽ là vũ khí cạnh tranh của các quốc gia. Nâng cao dân trí là con đường duy nhất giúp chúng ta thoát khỏi nghèo hèn, tụt hậu, thoát bẫy thu nhập trung bình. Công nghệ thông tin đem tri thức đến cho mọi người một cách nhanh nhất, hiệu quả nhất. Công nghệ thông tin là con đường ngắn nhất nâng cao dân trí, nâng cao vị thế dân tộc. Chỉ có chọn công nghệ thông tin và nhờ công nghệ thông tin, chúng ta mới có thể khai thác và sử dụng trí tuệ nhân loại. Trong thời đại toàn cầu hóa kinh tế, thông tin là yếu tố then chốt để đưa ra quyết định, giúp giải quyết khủng hoảng và các cơ hội kinh doanh mới. Sự bóc lột ngày nay đang chuyển sang hình thái mới. Nếu ngày xưa không có độc lập, sẽ bị áp bức bóc lột. Ngày nay thiếu thông tin, thiếu tri thức cũng sẽ bị áp bức bóc lột, bị lệ thuộc kinh tế. Công nghệ thông tin là động lực then chốt thúc đẩy toàn diện các lĩnh vực kinh tế, xã hội, là hạ tầng cơ sở mới quan trọng không kém điện, đường, trường, trạm trong cuộc sống hiện đại hóa đất nước, nâng cao vị thế Việt Nam trên trường quốc tế. Hiện nay trong các ngành kinh tế của Việt Nam, công nghệ thông tin rõ ràng là ngành kinh tế vượt trội so với trình độ phát triển chung của đất nước, là ngành có ảnh hưởng lan tỏa tích cực đến mọi mặt đời sống xã hội, là ngành Việt Nam có nhiều tiềm năng đuổi kịp các nước phát triển nhất và là con đường nhanh nhất để Việt Nam có được vị thế mới. Thế giới đã bắt đầu biết đến các thương hiệu công nghệ thông tin của Việt Nam như VNPT, Viettel, FPT, CMC. Hiện tại thế giới đang thiếu 3 triệu lập trình viên và trong 10 năm tới sẽ thiếu tới 10 triệu. Vị thế của Việt Nam sẽ khác nếu chúng ta có thể cung cấp cho nền công nghiệp công nghệ thông tin thế giới 1 triệu kỹ sư công nghệ thông tin. Khi đó, Việt Nam sẽ vào top 5 về nguồn nhân lực công nghệ thông tin. Với sự tham gia mạnh mẽ và có hiệu quả vào mạng sản xuất và chuỗi giá trị toàn cầu, Việt Nam sẽ có vị trí quan trọng trong kỷ nguyên số. Đây là một cơ hội có thực và khả thi khi Việt Nam hiện đang có lực lượng lao động đông đảo và đang ở thời kỳ dân số vàng. Việt Nam có các cơ sở đào tạo nhân lực công nghệ thông tin đạt chuẩn quốc tế. Với 1 triệu kỹ sư công nghệ thông tin, Việt Nam đủ nhân lực hiện thực hóa các mục tiêu phát triển. Với 1 triệu kỹ sư công nghệ thông tin, Việt Nam đủ tự tin bước vào kỷ nguyên thông tin với một vị thế khác. Từ năm 2000, khi có chỉ thị 58 của Bộ Chính trị, ngành công nghệ thông tin đã trở thành ngành công nghiệp còn non trẻ, nhưng có tốc độ phát triển nhanh nhất, đem lại giá trị gia tăng lớn nhất. Dưới sự chỉ đạo của Đảng, điều hành của Chính phủ, công nghệ thông tin truyền thông đã và đang trở thành một ngành kinh tế mũi nhọn của đất nước, với tốc độ tăng trưởng bình quân hàng năm từ 20 đến 25% một năm, có tỷ lệ đóng góp cho tăng trưởng GDP của cả nước ngày càng cao. Ngày 22 tháng 9 năm 2010, đề án đưa Việt Nam sớm trở thành nước mạnh về công nghệ thông tin đã được Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng phê duyệt. Đây là cơ hội để ngành công nghệ thông tin truyền thông vươn lên sánh vai cùng các nước. Hiện tại Việt Nam đã nằm trong top 20 quốc gia mới nổi về phần mềm, là đối tác mong ước nhất của Nhật Bản. Nếu Ấn Độ được biết đến là cường quốc công nghệ thông tin, Trung Quốc là công xưởng của thế giới, thì Việt Nam có thể trở thành cường quốc nguồn nhân lực công nghệ thông tin hay không? Lãnh đạo cấp cao nhất của các nước lớn trên thế giới đều chung một tầm nhìn về vai trò của công nghệ thông tin với tư cách một động lực cho sự phát triển toàn diện xã hội hiện đại trong điều kiện toàn cầu hóa nhanh chóng. Ở Mỹ, trong thông điệp liên bang ngày 25 tháng 1 năm 2011, Tổng thống Obama nhấn mạnh công nghệ thông tin như một trong ba ưu tiên hàng đầu sẽ giúp Mỹ năng động hóa nền kinh tế, khôi phục sự phát triển và duy trì vị trí hàng đầu thế giới toàn diện. Nhật đã thành lập cơ quan đầu não về chiến lược công nghệ thông tin do Thủ tướng làm Tổng Giám đốc. Điều này cho thấy mức độ ưu tiên phát triển công nghệ thông tin rất cao ở Nhật. Năm 1999, Trung Quốc thành lập nhóm lãnh đạo công tác tin học hóa quốc gia. Và năm 2001, Thủ tướng Trung Quốc trực tiếp làm trưởng nhóm, cùng với 5 Phó Thủ tướng làm Phó trưởng nhóm và 25 Bộ trưởng là các thành viên nhóm này để lãnh đạo công cuộc tin học hóa Trung Quốc với mục tiêu đưa đất nước trở thành xã hội thông tin. Ở Thái Lan từ năm 1992, chính phủ đã thành lập Ủy ban Công nghệ Thông tin Quốc gia do Thủ tướng đứng đầu với các thành viên là lãnh đạo của các ngành và đại diện của khu vực tư nhân. Malaysia cũng thành lập Hội đồng Công nghệ Thông tin Quốc gia do Thủ tướng làm Chủ tịch, Phó Thủ tướng làm Phó Chủ tịch và Bộ trưởng Bộ Khoa học, Công nghệ và Sáng chế làm Thư ký. Chúng ta không còn đứng trước ngưỡng cửa của kỷ nguyên thông tin nữa, mà đang ở trong kỷ nguyên đó. Chấn hưng đất nước bằng công nghệ thông tin, trở thành quốc gia mạnh về công nghệ thông tin là niềm tin và hy vọng vào tương lai. Đây là sự nghiệp của toàn Đảng, toàn dân và trọng trách này trước hết thuộc về những nhà lãnh đạo cao nhất sự nghiệp cách mạng của dân tộc.
Cơ hội cửa sổ dân số vàng rồi sẽ qua đi trong vòng 20 năm tới. Việc chuẩn bị cho nguồn nhân lực cũng phải mất 5 tới 10 năm. Nếu chúng ta không hành động ngay từ bây giờ, sẽ là quá muộn. Hơn lúc nào hết, cần ý thức đầy đủ với lịch sử dân tộc, với sự nghiệp cách mạng mà Đảng và Bác Hồ kính yêu đã dày công xây dựng. Ý thức ấy cần thể hiện bằng một quyết sách tối cao và sự chỉ đạo thống nhất, toàn diện, sâu sắc về hiện đại hóa đất nước, phát triển kinh tế tri thức trên nền tảng công nghệ thông tin nhằm chấn hưng và tạo dựng vị thế quốc gia. Chậm trễ là có lỗi với tiền đồ dân tộc.